Tìm số dư khi chia đa thức x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1 chia cho x bình cộng cộng 1. Thì để giải bài này các bạn cần nhớ kiến thức, đây là kiến thức nha, kiến thức. Đó chính là x mũ 2n cộng 1 sẽ chia hết cho x bình cộng 1. Với n thuộc vào số tự nhiên khác số số 0. Được chưa? Bạn nào chưa biết chứng minh thì hãy comment riêng giúp Lợi. Rồi, vậy dựa vào đây thì ở đây là 2n có phải là mũ chẵn không ạ? Mũ chẵn đúng không ạ? Thì mình cố gắng phân tích cái đề x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1. Phân tích về x mũ chẵn thì x mũ 100 là mũ chẵn rồi, viết lại trừ. Đây mình phân tích ra là 2 nhân x mũ 1 nhân x mũ 50 đó, lòi ra mũ chẵn nè, cộng cộng 1. Được chưa ạ? Rồi, tới đây tiếp tục ta nhìn vào đây. Đây, nhìn vào kiến thức này, vậy mình phải cần cộng thêm 1. X mũ 100 cộng 1 ngay vị trí này nha các bạn. Thì cộng 1 thì mình phải cần trừ 1 để hai thằng này triệt tiêu nè. Được chưa? Tương tự thằng này, trừ 2 x nhân x mũ 50 phải cần cộng 1 đóng ngoặc vào. Thì theo kiến thức thì mình phân phối vào thì có phải ra là trừ 2 x mũ 51 trừ cho 2 x không ạ? Thì mình trừ 2 x thì mình cần phải cộng 2 x để triệt tiêu, và cái số cộng 1 này viết lại. Rồi, bằng x mũ 100 cộng, nhớ giúp Lợi từ bước này xuống bước này các bạn nhớ xem giúp Lợi 10 lần để hiểu nha các bạn. Cộng 1 trừ 2 x nhân x mũ 50 cộng 1. Đây rút gọn thì còn lại là đây rút đây là 0 cộng 2 x. Đây chia hết cho x bình cộng 1. Đây chia hết cho x bình cộng 1. Vậy đây có chia hết cho x bình cộng 1 không ạ? Không, bởi vì đây là bậc 1, đây là bậc 2, chắc chắn không chia hết. Vậy kết luận số dư là 2x.